Đây là món chân gà luộc dim sum. Các bạn giòn, rất là ngon ha. Phần ớt thì Kinh cho thêm vô cho nó đẹp đó, chứ ở dim sum thì nó không có để ớt, không để gừng vô, tại quay phim để lên cho nó đẹp. Cách làm như thế nào, như thế nào thì các bạn theo dõi cách Kinh làm ha. Chào các bạn, trở lại kênh vlog của Trinh. Hôm nay Trinh sẽ làm món chân gà hấp điểm sắm với các bạn. Các bạn thường thấy ở mấy tiệm nhà hàng tàu á. Ở đây Trinh có chân gà, gừng với ớt, đường, muối, bột nêm, rượu, giấm. Món chân gà hấp này là mình thường ăn lạnh nha các bạn. Bây giờ Trinh bắt đầu làm. Chân gà này Trinh có 400 g. Trinh đã rửa sạch bằng nước muối với lại gừng đó các bạn, mình chà sát nha, cho nó không có bị hôi á. Trinh đã rửa sạch công đoạn đó thì Trinh không có làm, tại Trinh muốn cái thời gian rửa đó không cần thiết. Các bạn xem nó sẽ dài cái video ha. Công bằng rửa đó Trinh nghĩ ai cũng biết, mình rửa cho sạch cái chân gà là được. Trinh cũng đã cắt cái móng của nó rồi nè, các bạn nhớ cắt cái móng của nó, mới lại cắt luôn cái phần dơ ở những dưới cái bàn chân của nó, có những con nó có cái phần dơ đó, các bạn nên cắt đi, rửa sạch như thế này. Rồi bây giờ Trinh sẽ luộc. Trinh dùng một cái nồi vừa đủ ha. Trinh cho nửa lít nước vào đây. Các bạn nếu mà thấy chưa có lúc cái chân gà, các bạn đoán chưa có lúc chân gà thì các bạn cho thêm miếng nước vào ha. Còn bây giờ mình cứ cho nửa lít như vậy đi. Kinh sẽ nêm vào đây đường, muối, bột nêm. Kinh sẽ cho vào đây 2 muỗng muối nha các bạn. Và bột nêm nửa muỗng, bột đường xin cho 1 muỗng đường, 1 muỗng đầy á nha các bạn, như thế này. Và giấm xin cho vào đây luôn, xin cho vào đây 2 muỗng giấm. Và 2 muỗng rượu, rượu trắng đó các bạn, rượu Trinh dùng rượu vodka nha, các bạn dùng rượu nấu ăn cũng được. Giờ các bạn quậy hỗn hợp này lên ha. Trinh sẽ không có quậy bằng cái muỗng này tại vì nó sẽ hư cái nồi, mình chỉ quậy sơ sơ thôi thì mình nấu thì nó cũng sẽ tan ra. Rồi gừng khoảng 35 gram gừng, Trinh cắt lá như thế này, Trinh chỉ cho vào 1/2 thôi để cho thơm đó các bạn. Trinh cho vào 1/2 số gừng thôi. Rồi Trinh cho chân gà vào. Và Trinh đem đi luộc. Nó vừa rồi nha các bạn, nó vừa sắp sắp thôi là được, để cho cái chân gà của mình nó dễ thấm cái gia vị á các bạn. Và Trinh sẽ luộc cái chân gà ở đây cho đến khi chân gà sôi, Trinh hớt bọt. Trong thời gian luộc chân gà, Trinh sẽ pha sẵn cái nước để khi mà chân gà mình luộc chín nữa, mình sẽ bỏ vào ngâm trong cái nước mà mình có gia vị nha các bạn.
Ở đây Trinh sẽ cho vào đây nửa lít nước. Và Trinh cũng nêm gia vị vào đây, giống như mình nêm nồi nước dùng, nhưng hơi đậm đà một chút. Cũng 2 muỗng muối nè các bạn. Nửa muỗng bột nêm. Một muỗng đường, một muỗng đầy. Và 2 muỗng giấm. Và 2 muỗng rượu. Rồi các bạn gọi lên ha. Và các bạn sẽ nếm thử. Tại vì trong đây nó cũng có cái gì mà mình không nếm được các bạn. Mình sẽ nếm nó sẽ hơi mặn một chút là được. Tại mình sẽ ngâm cái chân gà vào đây, thì khi mình ăn cái chân gà nó sẽ ngon hơn ha. Nó đậm đà cái gia vị hơn đó. Kinh sẽ nếm nha. Kinh thấy như vậy là vừa rồi các bạn. Kinh sẽ cho gừng vào đây, còn một phần gừng nữa Kinh cho vào đây luôn. Và ớt cắt lát Kinh cho vào đây. Vậy là xong phần ngâm chân gà. Bây giờ phần chân gà của mình đã sôi rồi các bạn. Nhớ hớt bọt nha. Và các bạn để cho chân gà sôi như vậy 10 phút. Các bạn nhớ để lửa vừa, sôi chỉ nhẹ nhẹ như vậy thôi nha các bạn. Sau 10 phút luộc, Trinh sẽ vớt cái chân gà này bỏ qua cái thau nước nước bình thường đó các bạn. Bỏ ở đây Trinh rửa sơ lại ha. Kinh rửa sơ như thế này và Kinh sẽ chặt chặt phân nửa cái chân gà này ra nè các bạn. Kinh sẽ chặt phân nửa như thế này, cứ hai ngón này các bạn, hai ngón bên này mình lấy hai ngón bên đây, các bạn sẽ đôi ra như vậy. Chặt như vậy nè các bạn ha. Giờ Trinh sẽ chặt cho hết cái phần chân này. Sau khi Trinh chặt và rửa trong này rồi nè các bạn, Trinh sẽ bỏ cái chân gà này vào bên cái nước mà mình đã pha gia vị đó các bạn. Trinh bỏ đây Trinh ngâm ha. Sau khi bỏ hết qua đây rồi nè các bạn, Trinh sẽ cho vào đây cỡ 7-8 viên đá để cho chân gà mình nó lạnh đó các bạn. Rồi các bạn cứ ngâm vào đây 3-4 tiếng nha, tại món chân gà này là mình ăn lạnh đó các bạn.
sau 3 đến 4 tiếng Trình sẽ cho các bạn xem cái chân gà nó mình của mình nó như thế nào ha. Sau 4 tiếng Trình sẽ trở lại. Sau khi chân gà Trình đã ngâm được 3 tiếng rưỡi rồi các bạn. Trình sẽ vớt cái chân gà này ra, bỏ vào trong cái thau nước đá lạnh như thế này nha các bạn. Mình sẽ để mấy cái chân gà vào trong đây nè, cỡ 10 phút, 15 phút á, để cho chân gà nó lạnh thật lạnh đó các bạn thì nó mới ngon. Khi đó các bạn ăn thì nó giòn đó các bạn, nó sực 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 á, ăn nó giòn, nó ngon, nó thơm lắm. Đó, Trinh sẽ vớt ra đây nè. Rồi Trinh để đây 10 đến 15 phút các bạn. Các bạn thấy nó lạnh là được. Bạn trộn lên cho nước đá nó ướp lạnh cái chân gà đó. Nè, các bạn để cho nước đá nó ướp lạnh chân gà vậy nè. Nha. 10 phút hả? Là có thể ăn được rồi đó các bạn. Các bạn thấy chân gà mà nó lạnh lên đó là được rồi. Khi phần chân gà Trinh đã ngâm vào nước đá lạnh 10 phút thì Trinh lấy ra đây nè các bạn. Cái món này là phải ăn lạnh ha thì nó mới giòn á, cái gân nó sực 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 rất là ngon. Ở các bạn đi các tiệm điểm sắm lúc nào cũng có ha. Nếu thấy hay các bạn hãy like, share và đăng ký kênh cho Trinh. Cảm ơn các bạn. Hẹn các bạn ở video sau. Bye bye.